mảng game di động trong năm 2024 đã chứng kiến rất nhiều tựa game mới nổi tiếng và hấp dẫn, và trong số đó thì dòng game nhập vai cày cuốc thế giới mở vẫn được xem là thể loại được game thủ ưa chuộng bậc nhất hiện nay và đang không ngừng cho ra mắt những tựa game mới. Và nếu bạn là một game thủ đích thực thì game cày cuốc đã trở nên vô cùng quen thuộc, cho bạn dành thời gian trải nghiệm tìm kiếm vật phẩm quý giá hay là tăng cấp độ và khám phá vô số điều không thể rời mắt. Vậy nên đáp ứng yêu cầu của mọi người gần đây là mong muốn có một danh sách tham khảo những game cày cuốc uy tín mới ra mắt cho nền tảng di động, thì bạn nhất định phải thử qua với những tựa game sau đây, đơn giản vì chúng đều được vận hành bởi những hãng game tên tuổi. Thậm chí có game bạn sẽ chẳng mất một xu nào mà vẫn trở thành người quyền lực trong game. Và để biết đó sẽ là những tựa game như thế nào thì xin mời bạn cùng khám phá trong video tổng hợp ngày hôm nay của Top Game. Và trước khi bắt đầu thì hãy để lại một like, một đăng ký để tiếp sức cho mình nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều, và chúng ta sẽ không làm mất thêm thời gian của nhau nữa, mà hãy cùng với mình bắt đầu tới ngay với tựa game đầu tiên trong video này nhé. Đây là tựa game không khác gì The Legend of Neverland, đã từng ra mắt tại Việt Nam và nay đã chính thức đổi tên là Infinity Land, là game nhập vai thế giới mở đang trong giai đoạn thử nghiệm. Và nó cũng tương tự như là trước đây, sẽ cho chúng ta bước chân vào khám phá thế giới diệu kỳ, cần phải lựa chọn một trong năm lớp nhân vật và phát triển bản thân thông qua những công việc hoàn thành nhiệm vụ, chiến đấu với bọn quái và đối mặt hạ gục những tên trùm mạnh mẽ. Điểm độc đáo của game là ngoài nhân vật chính ban đầu thì bạn còn có thể chuyển đổi giữa những lớp nhân vật một cách tự do để sử dụng trong chiến đấu, đồng thời sẽ có thêm tiên hoa đồng hành cùng với bạn, giúp tăng cường hệ thống chỉ số của nhân vật chính. Đã vậy còn giúp cung cấp khả năng và kỹ năng đặc biệt để sử dụng cho việc chiến đấu hay là vượt qua những tình huống đặc biệt nguy cấp. Và ngoài việc hoàn thành nhiệm vụ cốt truyện chính thì bạn còn có thể tự do khám phá thế giới mở, lập đội cùng với bạn bè hay là người chơi khác để cùng nhau săn tìm vô số phần thưởng giá trị. Sau một thời gian game thủ phải chờ đợi thì cuối cùng tựa game này đã được Smilegate phát hành, cũng là người đứng sau thành công của hai tựa game bom tấn, chính là huyền thoại Rockfire và Lost Ark. Và nếu bạn chưa biết đến sản phẩm này thì nó là game cày thế giới mở cho phép người chơi tự do chiến đấu và xây dựng nhân vật theo ý thích cá nhân. Từ một nhân vật khởi đầu, game thủ có thể tùy sử dụng thay đổi 9 loại vũ khí khác nhau, sau đó học tập kỹ năng của 56 lớp nhân vật riêng biệt mà không hề bị hệ thống giới hạn. Và có thể nói chưa có tựa game nào của Smilegate lại tạo ra nhiều lớp nhân vật đến như vậy trong lịch sử của họ. Và được biết game có thiên hướng là tập trung vào những hoạt động nhiều người, từ những hoạt động chiến đấu nhỏ lẻ 1v1, 2v2, 5v5 cho tới vô vàn trận chiến sử thi như là bang hội chiến và vương quốc chiến, với số lượng tham gia lên tới 600 người cùng lúc. Ngoài ra Smilegate cũng tiết lộ đây sẽ là một game cày thuần túy, không có bất kỳ vật phẩm nào để tăng cấp nhanh chóng, tất cả đều phải cày thủ công. Bên cạnh đó sẽ có thị trường giao dịch tự do, cho phép người chơi giao dịch 1v1 và cam kết không bán bất cứ vật phẩm trang bị nào trong cửa hàng. Là fan của anh hùng xạ điêu thì bạn chắc chắn không được bỏ qua con game này. Theo đó, đây là sản phẩm mới nhất của NetEase đã chính thức ra mắt đầu tiên ở Trung Quốc, là sản phẩm được ấp ủ trong thời gian dài, được game thủ quốc tế đang rất mong chờ. Và nếu bạn đã từng xem qua bộ truyện xạ điêu Tam Khúc thì đây là con game sẽ tái hiện đầy đủ mọi thứ cần có, với đồ họa 3D chỉnh chu thuộc hàng siêu phẩm. Là game thế giới mở chỉ với một máy chủ duy nhất có thể tải được 10 triệu người chơi cùng lúc, và cam đoan game sẽ không lặp lại tình trạng cày cuốc nhiệm vụ nhàm chán, mà có thể thoải mái lựa chọn lối chơi khám phá thay vì cứ phải đi theo lối mòn xưa cũ. Game thủ còn được chạm mặt vô vàn nhân vật quen thuộc, khám phá cốt truyện theo góc nhìn của bản thân, và đồng hành cùng bạn sẽ là Quách Tĩnh và Hoàng Dung. Hai người này sẽ hỗ trợ người chơi hết mức để thu thập pháp bảo thần khí cũng như khổ luyện võ công và trở thành cao thủ trong giới võ lâm. Và nếu bạn bận tâm bản game quốc tế của nó khi nào ra mắt thì cũng sẽ không cần phải chờ đợi quá lâu, vì cam đoan game sẽ sớm được hỗ trợ tiếng Anh, thậm chí cũng sẽ có tiếng Việt nếu nhà phát hành trong nước nào đó mang tựa game này về. Sau sự thành công của Eversoul hay Odin Valhalla Rising thì Kakao Game đã quyết định hợp tác cùng với XL Game ra mắt tựa game đình đám Arcade World, là game cày cuốc thế giới mở cùng vô vàn những điều thú vị để khám phá.
từ cưỡi trên lưng ngựa và băng qua đồng cỏ cho đến du hành xuyên đại dương rộng lớn, tất cả đều sẽ có trong tựa game này. Mà cụ thể người chơi sẽ được đồng hành cùng với những vị thần cổ xưa, tìm kiếm những di sản đã mất và từng bước xây dựng lại thành phố vĩ đại. Game có một hệ thống nhân vật đa dạng với 6 chủng tộc và 364 kiểu kết hợp class khác nhau, cho bạn tha hồ sáng tạo và xây dựng chiến binh độc nhất. Game mang đến những trận chiến hoành tráng, cả trên đất liền, trên biển và trên không, cho phép người chơi thỏa sức chiến đấu không giới hạn. Và dù là chiến đấu với quái vật chinh phục ngục tối, hay là tham gia chiến đấu trên không với tàu lượn, thì đều hứa hẹn sẽ là những trải nghiệm thú vị. Thêm vào đó cũng sẽ được tham gia ban hội, để cùng sát cánh với những đồng đội cùng chí hướng, chiến đấu và gây dựng uy danh trong thế giới này. Order Daybreak là game nhỏ và hành động lấy bối cảnh tận thế, được sản xuất bởi Nelgraph, đã nhanh chóng được game thủ chuyển tay nhau và đánh giá đây là con game cày rất đáng để thử. Game áp dụng góc nhìn 2.5D cùng tạo hình nhân vật lấy cảm hứng từ anime, và tất cả những trận combat trong tựa game này đều sẽ diễn ra ở chế độ thời gian thực, do đó yêu cầu người chơi cần phải luyện tập thành thạo để có thể tung đòn đúng thời điểm quyết định, giúp xoay chuyển cục diện trận đấu theo hướng có lợi cho mình. Và mỗi nhân vật của game đều có vai trò khác nhau, cung cấp cho bạn những lộ trình phát triển nhân vật chuyên sâu. Người chơi sẽ lập liên minh cùng với những game thủ khác, hợp sức xây dựng cộng đồng lớn mạnh, gắn kết cùng nhau vượt qua nhiệm vụ sau này. Và những bộ trang bị vũ khí huyền thoại với sức mạnh hủy diệt vẫn đang chờ bạn thu nhặt từ những hoạt động phượng ải PvE đặc sắc sẽ được diễn ra vào nhiều khung giờ trong tuần, và cả những sân chơi PvP sôi động để bạn có thể so tài trực tiếp cùng với những đối thủ như mình. Và đánh giá tổng quan thì game hội tụ đầy đủ yếu tố để trở thành một game bom tấn, xứng đáng để bạn dành thời gian cày cuốc với nó. Vốn đã là một game cày rất nổi tiếng trên Steam, và nay Warframe cũng mang tất cả những tinh hoa của mình hội tụ đầy đủ trong phiên bản mobile của nó, và game mới chỉ có mặt trên hệ điều hành iOS mà thôi. Và cam đoan đến với game sẽ làm bạn choáng ngợp với sự đầu tư chỉnh chu không thua kém bản game PC. Game có 3 class nhân vật khác nhau, cho bạn dần làm quen với những thao tác di chuyển bay nhảy, nhưng sẽ khác với những game nhập vai di động là auto sẽ thay bạn làm mọi thứ, thì Warframe Mobile lại là game cày chày đúng nghĩa, phải tự mình điều khiển nhân vật làm nhiệm vụ chiến đấu, hoàn thành những chuỗi combo QTE khác nhau để kiểm tra sự nhanh nhạy của bản thân. Và với những tài nguyên mà bạn kiếm được, có thể thỏa sức chế độ không giới hạn, sắm cho mình trang bị đầy người nhằm chống lại kẻ thù trên những hành tinh trong hệ mặt trời, và có thể thấy với kiếp lầy đậm chất hành động đã mắt với những động tác di chuyển điệu nghệ, thì ở đây bạn có thể thỏa sức phô diễn trình độ cá nhân trên chính điện thoại của mình so tài cùng với game thủ khác. Once Upon a Man World cuối cùng đã chính thức mở cửa, nhanh chóng thu hút sự chú ý của lượng lớn game thủ, đặc biệt là những người yêu thích truyện tranh Nhật Bản. Game cũng đã ghi nhận con số rất ấn tượng, đạt kỷ lục 10 triệu lượt tải về trên toàn thế giới, hiện có mặt tại Mỹ, châu Âu, Trung Quốc và cả một số quốc gia thuộc Đông Nam Á. Nhưng đáng tiếc là Việt Nam không nằm trong số đó. Mà cụ thể game vẫn trung thành với nguyên tác, cho phép game thủ hóa thân thành chàng hói Saitama, đánh đấm và chiến đấu mãn nhãn y như trong truyện. Và tất nhiên nằm trong danh sách này thì game chắc chắn phải có phần đồ họa 3D đỉnh cao. Đã vậy còn cho phép người chơi hoạt động tự do trong một thế giới mở, bắt đầu từ việc chia mộ và lập tổ đội, sẽ dần làm quen với bộ chiêu thức phức tạp của từng nhân vật, học cách vận hành giao tranh linh hoạt, từ đó có thể tạo ra nhiều trận đấu đẹp mắt. Vậy nên gameplay của nó tỏ ra nhanh và khá rối mắt. Điều này sẽ khiến người chơi dễ cảm thấy ngộp thở khi phải thích nghi với nhiều phong cách chiến đấu. Tuy nhiên, kỹ xảo đồ họa hoạt ảnh chiêu thức hào nhoáng đã bù đắp trọn vẹn cho vấn đề này, xứng đáng là con game anime cày cuốc thế giới mở thuộc dạng đáng chơi nhất hiện nay. Sau Hàn Quốc thì bây giờ tựa game này đã chính thức có mặt ở Đài Loan, là một game nhập vào hành động sẽ đưa chúng ta vào thế giới rộng lớn, có thể di chuyển trong thời gian thực với đồ họa 4K đỉnh cao, và mọi hoạt động bạn chọn khi trải nghiệm game đều sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ thế giới ở đây, hoàn toàn giống như là hiệu ứng cánh bướm. Theo đó, bạn sẽ được tự tạo ra cuộc phiêu lưu của mình, có thể tham gia vào những hiệp hội bất kỳ để giúp đỡ nhau xây dựng lãnh thổ, có thể phát triển nhanh chóng trong việc xây dựng, thu thập, nghiên cứu và quản lý, từ đó phát triển sức mạnh nhân vật của mình nhằm dẫn thân vào những cuộc chiến cam go sau này. Và đặc biệt trong những cuộc chiến giữa hiệp hội sẽ có hơn 20 căn cứ có thể giành lấy. Bạn sẽ bắt đầu từ căn cứ của mình, sau đó chiến đấu về lãnh thổ với những người chơi khác và mở rộng lãnh thổ sang những khu vực mình muốn, sẽ được áp dụng những yếu tố chiến thuật khác nhau dựa trên khoảng cách địa lý và không bị giới hạn về thời gian, giống như là một cuộc chiến tranh thật sự. Ngoài ra, game cũng tích hợp chế độ nhàn rỗi để người chơi không cần phải online
nhưng vẫn kiếm về cho bạn đầy đủ tài nguyên. Run. Silk Road Origin, the legendary MMORPG, can now be enjoyed passionately on mobile. Đúng như thông báo thì Tarik Land đã chính thức ra mắt là sản phẩm mới của Tencent trong việc tiếp cận với những tựa game đa nền tảng, đồng thời cũng được hãng kỳ vọng sẽ mở ra một thương hiệu mới chất lượng cho công ty. Và đối với tựa game này, Tencent định hướng sẽ là một game nói không với Pay to Win khi cố gắng tạo nên một hệ sinh thái trò chơi chất lượng cao, không hề bán bất kỳ vật phẩm tăng thuộc tính nào, trong khi còn tạo điều kiện để người chơi trao đổi vật phẩm trang bị hay là khí cụ với nhau. Đã vậy, game còn có bản đồ vô cùng rộng lớn, được làm hoàn toàn bằng công nghệ Unreal Engine, thậm chí tạo hình nhân vật NPC cũng được đội ngũ thiết kế chăm chút tỉ mỉ, với mỗi chủng tộc là một tạo hình mô hình 3D cùng hệ thống chuyển động và chiến đấu riêng, hay thậm chí là cả giọng lồng tiếng riêng biệt. Và một điểm nhấn nữa mà Tencent muốn gửi gắm tới người chơi là trải nghiệm chiến đấu online vô cùng phong phú, đa dạng trải dài từ đấu trường 1v1 cho tới tổ đội 4 người hoặc thậm chí là tổ đội 10 người để chinh phục những con trùm khó nhằn nhất ở đây. Và Tencent tự tin khẳng định rằng với Tarik Land chắc chắn sẽ đem lại một trải nghiệm nhập vai nguyên bản và cạnh tranh công bằng nhất dành cho game thủ chúng ta. Và như thường lệ, link tải game bạn có thể tìm thấy ở phần bình luận, vậy nên đừng mất công đi tìm cho tốn thời gian nhé. Đồng thời để lại cảm nghĩ bình luận của bạn để mình cải thiện video tốt hơn thời gian tới. Và nếu thấy video này hay và hứng thú với bạn thì đừng quên like, follow, chia sẻ và đăng ký kênh. Ngoài ra, video mới mình sẽ công khai vào 19 giờ hàng ngày mỗi tuần, nên hãy bấm chuông để theo dõi nhé. Cuối cùng, xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong những video lần sau.